Xin chào quý vị các bạn. Nối tiếp series giới thiệu các linh kiện, các dịch vụ tại Di động Cao cấp.vn. Hôm nay Di động Cao cấp.vn giới thiệu các bạn dịch vụ mới được triển khai tại Di động Cao cấp.vn. Đó là dịch vụ sửa điện thoại Oppo Find 5 mini không nhận SIM, hỏng gãy khay SIM của Oppo Find 5 mini. Trên hình các bạn thể thấy đây chọn bộ linh kiện của điện thoại Oppo Find 5 mini, và đây là bảng main của Oppo Find 5 mini, và đây là phần khay SIM gồm hai khay SIM của Oppo Find 5 mini. Khi khách hàng gặp sự cố liên quan đến phần khay SIM làm cho máy không nhận SIM, nhận chập chờn lúc được lúc không, thì kỹ thuật viên của Di động Cao cấp.vn sẽ tháo hết hai phần khay SIM này ra và thay mới cụm khay SIM mới cho quý vị các bạn. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn về dịch vụ sửa điện thoại Oppo Find 5 mini không nhận SIM, hỏng SIM, lỗi khay SIM, quý khách hàng chỉ cần truy cập website www.diđộngcaocap.vn hoặc gọi điện thoại đường dây nóng 04 66 75099. Kỹ thuật viên của Di động Cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ tại Di động Cao cấp.vn chúng tôi.